Ví dụ cô gái bên đây em yêu, rất là yêu, ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow, ha, dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi đằng sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên? Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là con chữ Hiến cơ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi bạn gái hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thản thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hoàng Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ, em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu không? Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này. Các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng ạ. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm thôi. Làm chủ được 2 năm rồi. Dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Làm người cho gia đình là được. Trong người anh nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ. Đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? À? Yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều, chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh này được. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi. Ồ, rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị trông cháu. Thế tại sao mình... Ê? Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em à, khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không à, có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nam không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy ạ? Cái đó tốt thế đâu, có cái đó đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì em mới ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo nhỏ nhỏ một xíu, khó, rất là khó chịu. Trời ơi, tôi có người yêu tôi khá nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao mà không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm mà. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao, bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba? Thứ ba thì ngay gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Em lấy ai cũng được. Sao vậy? Cũng sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đi 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất đâu. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Thì là năm nay là phải có người dẫn về mới được về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nếu như mà được thì khi nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua tôi coi có được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó, trời cái gì vậy?
Vậy mà sao không nói không thích chơi với con nít? Ngọt. Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không? À, có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là 5 đứa nhưng thôi em chỉ 2 đứa. Thôi 2 đứa thôi. 2 đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em điện cao 1m6 là được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được. Đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn một tí. Hơi thiếu ăn một tí hả chị? Thôi thôi, thôi em nuôi, em nuôi, về em nuôi. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Ờ, không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn đây hiền, bây giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ anh chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Theo nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích, nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm rồi. Muốn nhìn lắm rồi phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chị. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy cái này dạ, em gửi. Cảm ơn bạn. Đừng phải đâu. Cho chị hỏi cái này, là em tự làm á hả? Dạ, cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng, đó biết ngay này, tự làm mà. Dạ, lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? À, anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi, chuyện bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Bà má tên gì? Hỏi có bà con không? Hỏi lắm. Bà con thôi, đi dừng luôn nha. Em học có ba trường gì? Ở Dương Đình Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Xít, không, gần trùng. Kênh trùng hả? Phan phải đi hỏi ba má rồi mới biết. Hỏi kỹ nha, coi chứ không nguy hiểm lắm. Thật mà. Thấy có gì quen không? Em nhìn hơi có gặp đám dỗ, đám cưới gì, chỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì nha. Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi. Thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. Không vậy thôi, đừng có nói chuyện đi. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Đó, chết rồi. Vậy hai người có tật xấu gì khai nhau hết đi. Nói là mà anh không bấm nút kia sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Rồi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Có anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nhiều không. Thế còn em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ là được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Thấy hơi lạnh lạnh. Mình Nam. Em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. À, hai người nắm tay xem phim nữa các bạn.
Nếu bị, nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Dù sao thì các bạn ấy cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi, chúng ta đang chờ kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vinh Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? Do thằng hớt tóc, hớt bị lỗi. Hả? À. Bị lỗi rồi cạo luôn vậy đó hả? Xui ơi. Ủa đầu cọc hả cưng? Không, ai nói đầu cọc? Xém cọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Vinh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hộ anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì? Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chỉ như là trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi. Chứ ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha, không có vấn đề gì hết. Bạn nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? 3 năm. Lý do tại sao phải chia tay? Một số việc không hợp nhau. Ba năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái thì cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết, sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn nữ thì sao? Thích tìm người bạn gái như thế nào? Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em. Và tôn trọng công việc của em. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Rồi hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu. Đóng không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, là em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 rồi lên à. Bên kia 30 cũng giáp mí ha. Dạ, chững chạc, biết suy nghĩ, tôn trọng mà đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không ạ, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình phải nói dối. Nói dối tốt là cái gì bạn? Nhưng nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta mình sẽ nói dối. Làm cho một cái sự bất ngờ. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm tới người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình và đám chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, nó anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Nhưng nếu mà hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được? Cái gì đó mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Cái ngày xưa vụ Lan Điệp đó thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác rồi. Chứ gì người hiểm ác. Hay quá ha, cũng lành lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được chứ từng tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong, kể cả sơ rê bé cũng có hết. Biết ta mà mập to cao thấp mà sơ rê có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Tôi thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không?
thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện, là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Hay nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó phải nhiều chuyện. Tôi gọi bà Tám. Vậy tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền. Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á. Chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á. Có thiệt. Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ một chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá. Rung quá hả? Nhưng không sao, là ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm chưa cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhân vậy? Từ mới nói kìa. Đồn ác nhân quá. Chào em. Nói tôi ác nhân trời. Tôi thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà. Hơi đen chút xíu. Cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Dạ. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha. Đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Này em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính. Anh khá chững chạc và em thấy anh rất hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị Kiều là số 1 ạ. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn nam có đi với ai không? Em đi biến phòng luôn. Phòng phòng dịch vụ cưới hả? Không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Khi từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại ảnh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi á. Về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. Dạ. Chị tin em nha. Dạ. Ác nhân thiệt. Cảm ơn. Chúng ta sẽ kéo màn. Nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng, thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói chung con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm. Như là... dụng một cái. Chưa nói hết. À, nói hết đi. Nói đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À, dụ dỗ à hả? Là anh gì? Anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi. Sắp xếp công việc của mình xong mình có được đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở Biên Hòa là ở khúc nào? Gần ở Ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò. Nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà, dạ. Bây giờ hẹn hò sao? Hỏi ảnh coi. Và em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Với lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau đi. Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát hay em bằng hai hát. Giấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Trời, nghe sóng biển cái quên hả?
Lại 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 2, 3. Khiến em mình đẹp làm sao, bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá, bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này thì về làm ăn phát tài phát lộc dữ lắm luôn á. Nói câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định. Dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ lại thật kỹ, nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu nhiều về nhau. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi nắm tay dắt bạn gái đi coi phim. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Xin mời nhà gái. Chào cưng, để đây cưng. Chào chị. Bây giờ thì xin mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàn, năm nay em 37 tuổi. Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? À, như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng những máy bay hạ cánh. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, em cũng quê ở Nghệ An á. Phải không? Tại vì thấy cái giọng nói hai bạn nói tiếng địa phương mình bằng chuẩn không? Nghệ An là bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ em ở Đô Lương. À, Đô Lương cũng gần mà. Gần không? Sát nhau. Đô Lương qua Yên Thành sát gần. Dạ gần ạ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn, cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất chi là hòa đồng và rất chi năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông hồi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi đây anh run chết luôn, sao đó anh quen luôn à. À, từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có 2 mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Một năm. Mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được ạ. Ừ, rồi để chị coi nha. Chị coi bên nào. Em chào chị. Chào em.
Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70% 60-70% đúng không? 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn. Nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. À, có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn đăng hộ đối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi, rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dữ trời. Đó. Chào nhà gái. Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nghe. Bèo ít, đây bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới béo. Này ta bèo trên, mắc cười quá. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Dữ. Dữ hả? Dữ. Em có dữ không? Dạ không. Không, cô này mặt không này dữ đâu. Mặt này sao dữ được? Ừ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. Chị đồng nghiệp đúng không? Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Vâng. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là hai tuần gì đấy thì mình có một 2-3 bữa ăn cơm với nhau, thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. À, đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? Dạ, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy thì em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định, phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh trai. Mình mở rào nhá. Mở rào đi nhá. Nó mở rào nè, mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Em có món quà tặng anh. Được rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây, thôi để em đọc thiệp ha. Ừ. Chào anh, dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa, rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Dạ. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi dạ. biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. À, còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người rất thích thể thao. Dạ. Nên là trong có không biết gì không? Có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ thể thao hả? Vâng, dạ, thể thao. Rồi, rồi. Rồi các bạn về vị trí ngồi đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Dạ. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết á, nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. À. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ? À, theo nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. À, em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm.
Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói sao cho hỏi em nhà nghe mấy tầng thế? Kệ tôi, hỏi... tôi bên đằng ngủ, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, người ta đẹp, ta có nhà là được rồi. Dạ. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cần gì tầng, đúng không? Thì đó, thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà mình, gái thích mình nói cho quá. Em nghe để em biết được là ở cái... Nhà tôi có nhà. Dạ, thì nhà thì mấy đã... mẫu ở quê đấy. Im để cho người ta nói vơ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị dạ, thấy em rối lắm rồi đó. Em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh. Mở rào ra chị thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà. Sao là nói cho Huyền nhà, nghe nhà đi. Nhà cửa thì em đã có và đang chắc lẽ sẽ bàn giao trong năm nay. Em thì đang mua chung cư. Đó, đó. Thấy chưa? Công nguyên cái chung cư luôn rồi đó. Cho bà mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Khi lần đầu tiên gặp em đó, anh cứ từ từ là Nguyễn Thị Huyền đó. Hả? Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Yeah, về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó. Anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân, rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao? Đâu biết được. Thôi vậy thì tôi đi về luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha. Dạ. Chào ấy. Chị đi xuống luôn. Thì tôi cũng đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng quá. Thiệt mà nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á, hồi nãy chị nói là con bé này sao nó nói chung là cô này rất là duyên dáng. Đúng, làm MC em được đấy, rất là chắc, nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Dạ, vâng. Có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi, vâng. Em thì ít xuất hiện. Dạ. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Dạ. Nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa? Đó. Bắt tôi... đầu run, bắt đầu run từ lúc run. Này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng có chi ai. Đứng mà, về đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Hát hay lắm có đó. Anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không? Em hát nào. Hay em, chắc chắn. Ủa? Người Nghệ An hát rất dạ. Là hay. Xin cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng run tay anh rất là run. Anh run lắm, chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung. Đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Về đó rồi. Anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đợi. Về đó rồi anh thương rồi. Nhiều hơn nữa. Thôi em hát đi Huyền. Mời dạ. Trong dạ. Anh. Trời bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Dạ. Bài hát này thì có một thông điệp. Đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi sống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi.
Và tôi sáng như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ hết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi, cố lên, Hoàng ơi, cố lên. Để tay vào nút bấm, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Vui quá à. Chúc Hoàng mừng Hoàng. Vẫn còn đang ngơ ngơ ngác. Chúc mừng Hoàng. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á. Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về dinh. Trời ơi, xin liền vậy đó hả? Thì có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mà mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến, và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch. Có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hắt thì thở đi, đừng có ngất nhé. Chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhé. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời, nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc và thành công trong tất cả mọi công việc. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Quyền Linh. Chúc mừng hai bạn nha. Cố lên Hoàng nha. Dạ. Nào, cố gắng lên. Hai cái nút bấm nghe cạch cạch một lúc đó, tự nhiên con tim mình nó cũng nhảy nhanh như thế. Mỗi lần như thế chúng tôi rất là vui thưa quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Tình trường của em thì từ chỉ có em có 3 mối tình. Mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ, mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi, mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm vậy đó. Tôi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Rồi, xin mời nhà gái.
thầy đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời em. Bên đó có rung không vậy? Bên đây tôi rung lắm luôn rồi nè. Ôi, bên này thấy ngon coi. À không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là ở đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Giúp chào đỡ Đồng em Hương nha. Dạ. Thiên Lý, mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào Nguyễn Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà, năm nay em 29 tuổi. Quê em đến từ Long An ạ. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh dạ. Ta 29 dạ mình 31 có ngại không? Đâu dạ có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói một chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè. Dạ, em ưu điểm của em là em là người chịu khó ạ. Cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính, cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tạo dựng sự nghiệp, để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính, tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi hết trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều, hơi dậy trễ rồi hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chưa biết hay vậy? Khó, sao chưa biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự, có nghĩa là lớn tiếng lại với người đó liền. Nói xấu gia đình mình em nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính á thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó, đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình của thời học đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm vậy đó. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm sâu sắc nhất thì đơn nhiên là tình đầu anh, nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất, em quen người thứ hai. Thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết cái người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay cái người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Thôi thôi. Lộn xộn quá ta. Xong rồi em xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Cái vô tình thì em nói em thích cô đó thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi. Thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè. Lum tùm la hết trơn. Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Dạ. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nó đâu yêu. Rồi còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có hai mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được một năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. À thôi. Dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. Rồi em tập trung vào công việc, cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người, nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tôi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao khoảng 1m50-55 trở lên là được rồi. Nói chung là đừng quá ốm thôi, còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia. Chào cưng. Dạ, chào chị. Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng vừa rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, dạ, vừa người thôi. Rồi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao em ăn ở không 11 năm, lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì em nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị. Nói chung là cuộc sống nó hơi gian trưng, xong rồi cái nhiều khi đi làm về đó, tiếc như thành một thói quen, cái đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái em ngủ sáng hôm sau đi làm tiếp tục công việc tiếp. Tiếc nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy, có nghĩa là rung động.
Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con hứa luôn con đúng gái. Không? Thích không? Bảo nãy đảm giờ ông Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, không có gì đâu. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm chút. Em chỉ mắc cười là hôm nay anh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Ừ, em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á, nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó. Em không thích. Chắc chắn đây không có rồi, dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy yên tâm rồi. Dạ, cho anh đi lên. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường, không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Thì em là người sống tình cảm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ, anh trai với chị. À. Xin chào MC Huyền Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của đồng Thiên nghiệp. Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, có ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, có ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ con về trên đây ở được không? Con thì sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Trên Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự. Ở riêng, nhà riêng của Lý. Nhà riêng luôn, không có ở rể. Trời, nhà được. Của mình ở dưới thị xã, cả lại mà Quyền Linh. Trời, ngon đâu quá. Đâu có ở đây đâu. Nhưng chạy được cô. Được. Dạ. Anh ba, này anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân với chào khán giả, chào mọi người, chào nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ, em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Rồi, chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng xúi nữa đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà, dạ. Mà quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương, thiệt thà. Nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Mình có món quà tặng. Này là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nay mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh chị coi kỹ, ghi rõ. Hai vé luôn, đúng không? Dạ, cứ hồi luôn. Có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Chị đúng rồi. Chị đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Ừ, anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi dạ. Người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Thiệt đời bất công thiệt. Nói nó ngay rớp rớp rồi. Lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi không? Lên tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Tặng là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó muốn tan luôn á. Trời ơi. Gỏi là chuối nữa, giòn, rất là thơm, ngọt. Trời, ngọt, chua chua, mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn.
thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè, nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn ăn rồi. Dạ. Anh muốn kiếm. Giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Chỉ ăn chút răng hay mà chừng ăn gỏi. Ngon quá, cái gì anh quên chứ không anh pha cho em đi trà đào nữa rồi. Tao tặng gỏi tao phải tặng trà đào hay là sinh tố này kia chứ. Ủa anh trà anh đang làm việc ở đâu ạ? Làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. Về phân công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh, cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Em mới giảm cân. Anh thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Em đính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ gì dân, anh còn kêu chị dân bằng em mà. Nếu mà em biết tuổi trước á thì em kêu em rồi đó. Ừ. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung là anh đen là do anh giang nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. À. Em thì em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần. Thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi, cuối tuần ví dụ như em muốn đi về về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa. Nắm tay cô gái. Rồi hát tặng cô ấy một bài. Đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi, xe gì sang á anh không có. Có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy, nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười. Như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn anh. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi. Ra. Nhiều lần gặp ngừng muốn ngồi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Nắng đêm từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây hơi được vậy. Lý đáp lại đi bài nào. Dạ. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Bài là tình yêu màu nắng. Dạ. Ai mặt nõng lái lai, nõng lái lai. Ai mặt nõng lái lầu, nõng lái lầu. Em vô nha. Và tên của anh là nắng, để em được là mây trắng, bên anh quấn quýt mây trắng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời, nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dâng lối em, để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nha. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi ôi đó, bấm mực hơi dí nữa dễ sợ quá. Đứng lên trên. Nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đài gì xin phép luôn Lý cho anh hung cái đi. Muốn hôn đầu tiên. Cho anh hung. Cố gắng lên nha. Yeah. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng.
Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay với hai cặp đôi mà họ đã bấm nút hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thông qua cổng YouTube MCV Media hoặc là Love TV. Chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Huyền Linh cũng được. Trời ơi, sếp lại xài chị cũng được. Anh Huyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Huyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh dám để. Cái về cho nó vui vui chút, phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Có mặt không? Không. Sao con cứ nhìn chú Linh là con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chuyện mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Anh gì liền, tưởng ngực liền. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.